một mình cô đã thấm mệt chưa? Sao lại muốn đứt như cơn nắng mặc dù lòng ấm vệt mưa? Còn nhiều thứ cô có thể làm hơn là mong chờ tôi. Nếu như cô khóc thì cứ châm điếu thuốc để mà hong bờ môi. Có thể cô đang mẫn cảm với những thứ gọi là yêu. Tôi chẳng phải cu cô thích, không phải thằng chọi và kiêu. Tôi chỉ có được ba tâm sự giờ này vẫn đang vất đông trong phòng. Có thêm tôi thì cô cũng thích nhưng mà trống rỗng trong lòng. Khi mây tan ra, lạc lõng trên con phố, trở tay đan qua rồi khi tiếng guitar bỗng vang lên thật chậm giữa lòng Hà Nội, tôi lại thấy mình như đang ở Tây Ban Nha. Liệu cô có còn hay thời trốn đông người, vệt đỏ hoen hạt tập rõ trên đôi mắt vốn không cười. Tôi chẳng nghĩ một ngày nào đó cô trượt đi xa mình, gói ghém nỗi buồn về rủ homie làm một bi gia đình. Tôi không phải gã si tình, ngày nào cũng ước mong cô, dù có đau hay dù có sick thì cũng chỉ như sức mong dô. Nếu cần thì gọi điện thoại, tôi sẽ sang tận nhà đưa cô đến nơi mà mấy thằng bạn vẫn còn đang bật loa. Và thật ra tôi chưa bao giờ chán hoài niệm, nên đôi lúc cũng tự thấy bản thân mình lẻ loi. Cảm xúc không phải thứ người ta đem bán ngoài tiệm, nên tâm tư cô cứ giữ, còn tâm tình kể tôi.